chỉ nghe xong khóc như mưa. Con tưởng giết chết tôi. Chính là đèn này. Châu Âm không thể tin nổi nhìn theo hướng tay bà chị. Bởi vì đó chính là chồng chị ta mà. Trước đó không lâu, anh và Siêu Hê còn nhìn thấy hai người họ vô cùng tình cảm. Sau đó bà chị kể lại quá trình bị giết hại. Siêu Hê nghe xong vô cùng phẫn nộ. Cô hứa với chị nhất định sẽ bắt được hung thủ. Nhưng bây giờ phía cảnh sát đã kết luận mấy tên xã hội đen là hung thủ và đã tìm thấy hung khí trong văn phòng của bọn chúng. Châu Âm đoán chắc chắn là hung thủ để gây chạy vào trong ba lô, rồi đem tới đó. Lúc này quan nghiệp thủ lại chạy vào, hỏi họ có phải đã quên mất một chuyến. Nhưng không ai thèm quan tâm tới ông ta. Siêu Hê bỗng nhớ ra trước cửa siêu thị có camera, nói rồi.